này quá, em drop 800, những con drop 30 nó lên 800 nè, 1.500 là những ba con warden lớn nhất. Con này 19 triệu 500 nha các, đã bao gồm phí ship rồi. Em chứng minh lên sóng một con shop rất là khủng, đó là dòng SPW 1000 nha các bác. Khủng gỗ lạng cực kỳ ngầu và cực kỳ sang, nó được thiết kế vuông vắn nam tính, là một khối gỗ cực kỳ là chắc và khỏe. Bát 30 đánh trước cuối với con shop này, các bác chơi phòng 45m² trở lại vô tư. Và đặc biệt SPW 1000 sở hữu một lực đánh uy lực, nếu các bác đã nghi con SPW 800 mà đã phê rồi thì nghi con 1000 càng phê đấy các bác. Con 1000 nó quánh rất là uy lực, bắt đánh trước và lỗ thông hên trước luôn, nên là các bác để ở một cái góc nào đó thì cái phòng chúng ta nó trải rất là rộng luôn, hầu như khép phòng khoảng 45m², các bác chơi vô tư. Con này là thùng vàng, gỗ rất là nặng các bác, này còn 40kg. Với một con sấp có hình thức lực nặng như thế thì các bác nghe những gỡ giải tầng cao ở volume lớn thì nó sẽ không bị rung, nên tiếng bass của dòng SPW 1000 vẫn được nhiều bác khách rất là khen, ở hoạt động có cường độ lớn không bị rung tiếng, nghĩa là không bị méo tiếng, rất là hay, tiếng bass cực kỳ chắc. Các bác có thể nghe nhạc vừa karaoke vô tư trong gia đình, vừa có thể bố trí trên này những cái chậu hoa, tại vì nó rất là nặng nên là ở hoạt động ở cường độ tiếng bass lớn, không bị rung tiếng bass, không bị rung cái thùng này quá. Nên là ưu điểm đặc biệt của con SPW 1000 là nó như thế các bác, mà những con shop khác không có thể làm được. Điện 100V nha bác, điện 100V, đường tia hydro vào. Đấy. Điện 100V. Đẹp keng vuông thành sắc cạnh hết nha. Và giá con shop SPW 1000 là 16 triệu bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây kết nối. Trị giá là 350.000, dây Canred của Nhật. Dây là 3,5m nha các bác, để các bác cắm tín hiệu ra và cắm vào này này để shop hoạt động nha. Đẹp keng luôn á, seri là 1982 nha bác, 1982 nha, 1928, 1928 nha. Đẹp keng vuông thành sắc cạnh. Ở phía trên giá bao ship là 16 triệu nha các bác, chuyên không đủ em vẫn bớt 200.000. Đấy, càng trước rất đẹp luôn nha, càng trước cực đẹp luôn, càng trước đặc trưng của nó là màu nâu nha bác, màu nâu. Trông thấy phần của xô nét căng luôn, lỗ thông hơi, volume. Điện 100, 110 nha bác, các bác cắm 110 cũng được hay là 100 cũng được nha. Em lên sóng và giới thiệu con sấp SPW 1000 để các bác nào muốn sở hữu những con sấp khủng của Yamaha thì alo cho em. Thì bên em cũng có SPW 800, giá nó sẽ rẻ hơn khoảng là 1 triệu nha bác. SPW 800 này nó bắt ốp gầm, giá là 14.800.000, còn con này là giá 16 triệu, nó trên nhau 1.200.000 nha các bác. Nếu các bác chơi phòng lớn mà thích trưng bày mà nó nam tính thì các bác chọn SPW 1000. 1000 vẫn là hơn hẳn 800 nha các bác. 800 thì nó gọn hơn, nếu các bác thích gọn gàng thì mình chơi con 800. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Em xin chào tất cả các bác mọi miền Tổ quốc đang theo dõi video này. Đây là con súp khủng của Yamaha, được rất là nhiều các bác săn lùng bởi vì nó là trùm cuối nha. Yamaha SPW 1500, con này như khui thùng nha các bác, hàng mặn giao băng về, điều 100, 110 nha. Như khui thùng, bác nào sưu tầm thì alo cho em. Full phụ kiện, các bác cái dây nguồn nó mới này, khiển này, cái dây đây em không biết để kết nối nếu mà mình lấy tiếng hiệu loa này, dây khi trong một hộp sốt này, nói chung là thiếu hộp sốt thôi, như hộp khui thùng, hộp là chắc bỏ bên nước ngoài rồi. Đấy. Như mới nha các bác, như khui thùng vậy đó. Bát 30 ốp gầm SPW 1500 là phiên bản tối cao và nâng cấp của con 1000 và 800. Những dòng SPW thì nó có những dòng đầu 3 này, đầu 7 này, SPW 700 này quá, SPW 800, những con đầu bát 30 lên 800 này, 1000, 1500 là những ba con warden lớn nhất. Con này 19 triệu 500 nha bác, đã bao gồm phí ship rồi nha. Bác nào sưu tầm thì alo cho em nha. 19 triệu 500, seri là 563 nha, seri 563, điện 100V mới keng nha các bác, như khui thùng rồi đó. Bác nào sưu tầm thì alo cho em. Độ đẹp trên 95% ấy, ngất ngay nha. Phía trên này các bác soi gương được luôn nha, ống ánh luôn nha.
giá 19 triệu 200 đã bao gồm phí ship nha. Bác nào chuyển khoản đủ thì em bớt 200 nghìn lẻ là còn 19 bao ship nữa, chuyển khoản đủ. Còn cọc tiền thì vẫn giá 19 triệu 200, cọc thì cọc khoảng 10% trở lên, khoảng 2 triệu là em ship hàng nha. Về được một con F 1500 full phụ kiện khiển, dây nguồn, dây loa, giấy tờ vân vân đầy đủ. Bắt 30 ấp gầm nha, tuyệt mới nha các bác. Rồi video đến đây là kết thúc, thì vậy thôi, em giới thiệu con F 3500 nhập ngất ngay khỏi tay luôn nha. Bác nào chốt con này thì alo trong qua hai số điện thoại trên 0978338 14 hay là 0965 77027. Em giao hàng và ship hàng tận nơi, chỉ có một em duy nhất nha. Bác nào nhận tay thì liên sở hữu em nó.